tiểu sử ông Nguyễn Đức Hải, hé lộ xuất thân và gia thế của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ông Nguyễn Đức Hải sinh ngày 29 tháng 7 năm 1961. Ông là một nhà chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện nay là Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Hải nguyên là chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam. Ông cũng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2011-2016, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam. Nguyên là Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa 13. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện nay là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông cũng từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam. Ông Nguyễn Đức Hải sinh ngày 29 tháng 7 năm 1961, quê quán ở xã Kỳ Hưng, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ông hiện nay đang cư trú ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Năm 1978 đến năm 1982, ông là học sinh của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Quảng Nam. Ông tốt nghiệp giáo dục phổ thông hệ 10/10. Từ năm 1982 đến năm 1986, ông học Đại học Tài chính Kế toán, nay là Học viện Tài chính. Từ năm 1988 cho đến năm 1999, ông là học viên lớp cao cấp chính trị tại Học viện Nguyễn Ái Quốc. Từ năm 2002 đến năm 2004, ông học cao học quản lý nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia, là thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng. Năm 2007 đến năm 2009, ông là tiến sĩ kinh tế tại Học viện Kinh tế Quốc dân. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ngày 8 tháng 4 năm 1984, ông Nguyễn Đức Hải được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1986 cho đến năm 1988, ông là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Núi Thành, là chuyên viên, phó phòng, rồi phó phòng tài chính kế toán thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Năm 1988 cho đến năm 1990, ông giữ chức vụ Chánh văn phòng Huyện ủy huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Năm 1991 đến năm 1995, ông Nguyễn Đức Hải là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Núi Thành, là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Năm 1995 đến năm 1997, ông là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam. Năm 1998 đến năm 2002, ông Nguyễn Đức Hải là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam. Từ năm 2002 đến năm 2006, ông Nguyễn Đức Hải giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngày 20 tháng 7 năm 2006, ông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2004-2009, thay cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Lúc này, ông nguyên là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam. Ông làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho đến ngày 28 tháng 8 năm 2008, thì được Thủ tướng miễn nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam các khóa 5, 6, 7. Ngày 28 tháng 2 năm 2008 đến ngày 28 tháng 9 năm 2010, ông Nguyễn Đức Hải là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam khóa 19, nhiệm kỳ 2005-2010. Ngày 28 tháng 9 năm 2010, ông tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam khóa 20, nhiệm kỳ 2010-2015. Ngày 18 tháng 1 năm 2011, ông được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11,
nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 27 tháng 2 năm 2015, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã điều động ông giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam. Kế nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy là ông Lê Phước Thành. Ngày 5 tháng 4 năm 2016, ông được bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 13. Ngày 22 tháng 5 năm 2016, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, tỉnh Quảng Nam. Khi ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam, ông đang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Trung ương, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 1 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, ông được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 20 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15, ông tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.